Khi hương sắc mùa xuân vẫn còn ngập tràn khắp nơi, mọi người mọi nhà an lành với năm mới Quý Mão 2023. Cùng là lúc các thanh niên quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Xác định trách nhiệm của người công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, em Phan Nguyễn Thành Long, phường Mỹ An rất tự hào và hãnh diện, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho ngày hội tòng quân sắp đến. Em cũng như 22 thanh niên của phường và ba mẹ của mình tin tưởng rằng trong môi trường quân đội, em sẽ được rèn luyện, học tập toàn diện và trưởng thành hơn để sau khi xuất ngũ sẽ cống hiến nhiều hơn cho địa phương và xã hội. Dạ, khi mà em trúng tuyển thì em thấy vui vì mình đủ sức khỏe để phục vụ đất nước. Dạ, em sẽ cố gắng đi 2 năm hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cũng động viên em là con phải cố gắng vô quân ngũ là phải học hỏi. Đất nước kêu gọi thì mình phải sẵn sàng phục vụ đất nước, rèn luyện thân thể cho tốt, sau này về là thành một người công dân tốt. Nhằm động viên các thanh niên đón xuân an lành, vui khỏe, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, ngay trong dịp Tết, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương của quận đã đến thăm tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng thời động viên các gia đình có con em lên đường trong dịp này. Đặc biệt lưu ý với các thanh niên là về cái điều kiện sức khỏe, đảm bảo vui xuân, vui khỏe, an toàn để đủ cái điều kiện sức khỏe để lên đường nhập ngũ, đạt cái chỉ tiêu theo tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023. Đây là một trong những cái chỉ tiêu đầu tiên, chỉ tiêu pháp lệ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của địa phương trong năm 2023. Gác lại những niềm vui riêng trong mùa xuân mới, tuổi trẻ của Ngũ Hành Sơn phấn khởi chuẩn bị hành trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, nguyện tiếp bước cha ông, viết tiếp trang sử vẻ vang của quê hương Ngũ Hành Sơn anh hùng.